Hello everybody, welcome back. My name is Hồng Vương and today we're gonna learn the use of to be and is are. Cho các em vào ngày hôm nay thì cô sẽ giúp cho các em biết cách sử dụng của động từ to be and is are ha. Rồi, ok, are you ready? Now let's get started. Động từ to be and thì nhớ các em chỉ cần dành cho cô một chủ từ duy nhất, đó là chữ gì? Chữ I thôi, phải không nào? Vậy đọc lại theo cô nha. I am. Thế nào? Động từ to be is thì dành cho những cái gì mà một người, một cái ha, thì ta cứ dùng động từ to be is thôi ha. Ví dụ như anh ta, mấy người, một người là he, thì ta sử dụng động từ to be là is. Ví dụ she, cô ấy, mấy người ta, một người cũng dùng động từ to be là gì luôn, is. Ví dụ it là nó hoặc là cái đó, ví dụ cô nói là cái bút ha, hoặc là nó thì có nghĩa là lúc này mấy cái, một cái, thì ta sử dụng động từ to be là gì, is. Thế là bitter, bitter là một người phải không nào, thì ta sử dụng động từ to be là is. Tiếp theo you là bạn hoặc là các bạn ha, có nghĩa là người mà đang đứng nói chuyện với mình đó các em, thì ta cứ gọi là you hết. Cho nên lúc này các em cứ cho nó số nhiều luôn ha, là lúc này you thì phải đi với động từ to be là gì luôn nào. Are. Tiếp theo we là chúng tôi, phải hai người trở lên mới gọi là chúng tôi phải không nào, thì ta cũng sẽ gọi là dùng động từ to be là are luôn ha. Tiếp theo they là họ, là chúng, cũng phải hai người trở lên thì mới gọi là họ là chúng được phải không, hai cái trở lên mới gọi là họ là chúng được, thì lúc này ta cũng dùng động từ to be gì nào, are. Vậy cô chốt lại nè, các em nhớ kỹ nha. Thực ra am và is là động từ to be số gì, số ít, nhưng mà am chỉ dành cho một chủ từ duy nhất là chữ gì thôi, chữ I. Còn is là dành cho tất cả những chủ từ số ít còn lại, có nghĩa là một người, một cái, thì ta cứ dùng động từ to be là gì, is. Còn hai người, hai cái trở lên thì ta cũng dùng động từ to be là gì nào, là are. Và đây là những cái ví dụ ha, là you, we, they là chủ từ ví dụ ha. Rồi có ví dụ như thế này, cô nói là tôi là một giáo viên, thì cô sẽ nói là I am a teacher, I am a teacher, I am a teacher. Tiếp theo còn có ví dụ cô nói là anh ta là một bác sĩ, anh ta mấy người, một người, thì cô sẽ dùng động từ to be là is. Cô sẽ nói là he is a doctor, he is a doctor. Good job. Tiếp theo, còn ví dụ cô nói như thế này nè, họ là những sinh viên, thì cô sẽ nói là they, họ không phải là nhiều người phải không nào, thì cô sẽ dùng động từ to be là are. They are students, they are students. Yeah, okay.